Nếu như mình không tháo chiếc ốp này ra thì các bạn sẽ hoàn toàn không biết được mình đang sử dụng một chiếc iPhone 15 màu xanh với mặt kính nhám cực kỳ đẹp như thế này. Để mà nói về chiếc iPhone này thì mình nghĩ rằng là một từ có thể miêu tả toàn bộ về nó: tinh tế. Và tại sao mình nói như vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video review iPhone 15 ngay sau đây. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, I'll pick it up, wow, wow. I'm really loving this style. I'm really loving the way that you. Một phong thái hoàn toàn tự tin khi mà mình cầm chiếc iPhone này và đứng trước mặt một người đang sử dụng iPhone 15 Pro Max phiên bản 1T giống như anh Duy. Bởi vì iPhone 15 năm nay được thừa hưởng quá nhiều chi tiết đến từ dòng Pro. Tất cả những cái cạnh viền của iPhone 15 năm nay đã được bo cong lại giống như ở trên dòng Pro. Nó tạo cho mình một cái cảm giác cực kỳ dễ chịu khi mà cầm nắm và nó không còn bị cấn như những cái dòng iPhone trước nữa. Đặc biệt là khi mà mình đang sử dụng một chiếc iPhone 12 Pro Max với một cái cạnh viền mà mình có thể nói với các bạn rằng là hoàn toàn có thể gọt được táo và cầm nó cực kỳ là cấn tay, thì cái cạnh viền được bo cong của iPhone 15 làm cho mình cảm thấy rất thích. Kế đó thì màu sắc và mặt lưng năm nay là một điểm mình rất thích ở trên mẫu iPhone này. Mặt lưng của chúng ta năm nay là mặt lưng kính pha màu và được làm nhám. Vậy cho nên rằng là những cái vân tay của các bạn nó sẽ không còn được bám ở trên phần mặt lưng này nữa. Và nếu như bạn là một người mua iPhone vì bạn thích màu sắc ấy, thì mình nghĩ rằng là năm nay bạn nên chuyển qua iPhone 15 thay vì 15 hay là 15 Pro Max. Bởi vì là mình đã trên tay rất là nhiều màu của cái mẫu iPhone 15 này rồi. Và cái cách làm màu năm nay của Apple thực sự rất đẹp và vô cùng ấn tượng luôn. Cấn mỗi một chỗ. Và dường như là khi mà cái mặt lưng này nó bị vỡ ra ấy, thì cái màu ở xung quanh đây nó cũng sẽ biến mất luôn. Mình đã xem khá là nhiều những cái kênh road test iPhone 15 rồi. Thế nhưng mà hình như là chỉ có mỗi cái màu hồng nó bị như thế thôi hay sao ấy. Bởi vì là những cái kênh khác mình xem thì những cái màu như là màu xanh này hay là màu xanh lá cây thì nó cũng không bị cái trường hợp này xảy ra. Tiếp theo là một thừa hưởng đến từ phần màn hình của iPhone 15, đó chính là Dynamic Island. Nó đã xuất hiện ở trên cái dòng iPhone thường này rồi. Dynamic Island với mình thì nó không phải là một cái công nghệ gì đó nó quá ấn tượng. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà chúng ta muốn trải nghiệm công nghệ mới nhưng các bạn lại không muốn bỏ quá nhiều tiền cho những cái mẫu iPhone cao cấp thì mình nghĩ rằng iPhone 15 sẽ là một cái lựa chọn giá nó hợp lý hơn một chút này, và các bạn hoàn toàn cũng có thể trải nghiệm được cái công nghệ Dynamic Island ở trên cái mẫu iPhone này. Còn nói về mặt hiển thị thì năm nay độ sáng ở trên chiếc iPhone 15 của chúng ta đã lên tới tận là 2000 nit. Vậy cho nên là khi mà mình đi ở ngoài ấy, thì mình không còn gặp cái trường hợp là bị ú òa nữa. Mình vẫn có thể nhìn rất rõ những cái nội dung ở trên màn hình. Và tất nhiên là cái tấm nền OLED ở trên iPhone 15 năm nay nó cũng không làm cho mình thất vọng từ màu sắc cho đến độ tương phản. Đặc biệt là khi các bạn xem những cái nội dung ở trên Netflix và nó có hỗ trợ HDR ấy, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những cái điều mà mình đang chia sẻ với các bạn. Tiện đang nói về màn hình thì với mức giá khoảng 22 triệu cho bản Base thì các bạn nghe thấy là nó hơi cấn một chút gì đấy ở cái phần màn hình đúng không? Chúng ta không có màn hình 120Hz ở trên mẫu iPhone 15 này. Mình biết rằng là với mức giá này thì đáng lẽ ra các bạn phải có màn hình 120Hz hay thậm chí là 144Hz rồi. Nhưng hãy thử nghĩ lại mà xem, nếu như iPhone 15 của chúng ta nó có thêm màn hình 120Hz thì ai sẽ là người mua iPhone 15 Pro đây ạ? Đây là một cái lựa chọn mà mình nghĩ rằng là Apple họ bắt buộc phải làm để mà làm rõ được cái phân khúc giữa iPhone 15 và iPhone 15 Pro. Năm nay thì chúng ta đã có sạc Type-C và đây là một cái điều mà mình cực kỳ thích, bởi vì rằng là văn phòng mình bất cứ đâu cũng có sạc Type-C. Xếp huy phổ cập Samsung mà các bạn. Còn nói về thời lượng pin ấy, thì năm nay thời lượng sử dụng ở trên iPhone 15 với mình là một thứ rất đáng khen. Hàng ngày thì mình cũng sẽ chỉ sử dụng những app cơ bản, ví dụ như là mạng xã hội Facebook, Instagram, rồi TikTok hay là YouTube các thứ. Thì máy của chúng ta có thể đạt lên tới là hơn 7 tiếng on screen. Và đó là mình còn chưa kể 3 cho đến 4 tiếng mà ứng dụng chạy trong nền ở trên chiếc máy này. Bởi vì là tôi có một cái thói quen, đó là tôi hay nghe podcast ở trên YouTube và tôi sẽ tắt màn hình đi để cho ứng dụng chạy nền. Tôi có YouTube Premium mà. Nhưng mà khi chuyển sang chơi game thì mình lại cảm thấy khá bất ngờ với cả cái thời lượng pin của cái chiếc máy này. Hôm đó thì mình có chơi PUBG và mình bật chế độ là HDR này và mình chơi ở mức độ là 60fps và chỉ khoảng 20 phút thôi là máy của mình mất 10% pin.
Thế nên mình nghĩ rằng là với những anh em mà thường xuyên chơi game thì anh em nên để cái mức đồ họa thấp và cái mức FPS ở mức 60 thì chơi nó sẽ mượt nhất và cái thời lượng sử dụng của chúng ta nó cũng sẽ lâu nhất. Thế nhưng nói gì thì nói, thời lượng sử dụng ở trên iPhone 15 năm nay là một cái thứ mà rất đáng khen. Trong nhiều trường hợp thì mình còn thấy rằng là có vài bạn còn có thể on screen lên tới tận là 10 tiếng ở trên cái mẫu iPhone này. Đỉnh đúng không ạ? Và cho anh em nào quan tâm về cấu hình thì năm nay iPhone 15 của chúng ta sở hữu con chip đó là A16 Bionic, một con chip đến từ iPhone 14 Pro Max, và đi kèm với đó là 6GB RAM. Để mà anh em có thể tham khảo nhanh về mặt cấu hình, đặc biệt anh em chơi game, thì với PUBG các bạn hoàn toàn có thể chơi tốt ở mức FPS là 60 và đồ họa của chúng ta sẽ là HDR, là ở mức cao lắm rồi đó. Thì mình thấy rằng là sau khi chơi game khoảng 1 tiếng ấy thì cái hiện tượng giật lag này, giảm sáng màn hình nó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên thì cái máy của chúng ta nó sẽ nóng lên khá nhanh, đặc biệt là ở cái phần gần camera như thế này. Còn với những anh em mà chơi Gen 6 Impact ấy thì mình chỉ khuyên anh em là nên để cái mức setting là trung bình và FPS là khoảng 30 thôi. Bởi vì là cái hiện tượng nóng máy này, giật lag này và hạ sáng màn hình là một điều không thể tránh khỏi khi mà anh em chơi Gen 6 ở trên con chip A16 Bionic như thế này. Còn với những cái tựa game nhẹ nhàng mà mình hay chơi, ví dụ như là đua xe này hay là Stumble Guy này, và tất cả những cái ứng dụng mạng xã hội mà mình có đề cập đến ở phần pin ấy, thì các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này bởi vì nó chạy quá là ổn định rồi. Còn đặc biệt hơn, nếu anh em nào đang xem video này bằng iPhone 15 hoặc là 15 Pro Max hay là 15 Pro chẳng hạn, thì anh em hãy lên ngay cho mình cái phiên bản iOS là iOS 17.0.3 hoặc là iOS 17.1. Mình thấy đây là một cái bản vá tốt nhất dành cho nhiệt độ của những cái dòng iPhone 15 series như thế này. Cuối cùng là về camera. Năm nay thì camera ở trên iPhone 15 đã khác hoàn toàn so với cả iPhone 14 trước đó, bởi vì cái độ phân giải của camera chính lên tới 48 megapixel, nó đã cho chúng ta được một cái độ chi tiết hình ảnh cao hơn. Tuy nhiên thì camera góc siêu rộng của chúng ta nó vẫn chỉ dừng lại ở 12 megapixel mà thôi. Và nếu như các bạn đang thắc mắc là ảnh chụp nó có đẹp hơn so với iPhone 14 hay không thì hãy thử nhìn những bức ảnh này nhá. Trong điều kiện đủ sáng thì ảnh cho ra màu sắc rất là đẹp. Nếu mà chụp cảnh thì không quá nhiều điểm để chê đâu. Màu bầu trời được tái tạo rất tốt này. Mặt nước thì mình chụp buổi chiều nên là vẫn có ánh nắng, và cái độ tương phản của ảnh mình đánh giá là khá cao. Hay là những cái bức ảnh mà mình chụp người thì màu sắc da cũng không quá là nhợt nhạt, và nó cho ra một cái bức ảnh mà mình thấy rằng là về tổng quan thì rất là ok. Còn với những cái bức ảnh chụp đêm thì đây, rỗ lòi cả ra, nhưng mà đấy là chưa bật night mode. Thực sự là cái khả năng chụp đêm của iPhone nó vẫn quá là đỉnh các bạn ạ. Những cái chi tiết vùng tối khi mà không có night mode ấy thì gần như là bị mờ tịt, và chúng ta chỉ cần bật night mode lên thôi thì các chi tiết gần như là sáng rõ luôn. Cơ mà hiện tượng flare thì nó vẫn xảy ra khi mà mình chụp những cái nguồn sáng mạnh giống như là đèn chẳng hạn. Và rất tiếc là night mode thì lại không hỗ trợ 24 megapixel. Và đó là đánh giá của mình về mẫu iPhone 15 năm nay. Những cái chi tiết ví dụ như là viền bo cong này, Dynamic Island này, sạc Type-C hay là một thời lượng pin tốt là những cái lý do khiến cho mình nói rằng đây là một chiếc iPhone tinh tế. Và nếu như các bạn vẫn đang hài lòng với cái chiếc iPhone mà các bạn đang sử dụng thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng tiếp. Còn với những bạn mà muốn trải nghiệm cái công nghệ mới hay là muốn cái sự linh hoạt của sạc Type-C thì mình nghĩ rằng là các bạn nên thử chiếc iPhone 15 này. Đáng tiền đấy chứ. Thế nhá. Hiện tại khi mà mua iPhone 15 chính hãng VNA tại hệ thống của Symfonet thì bạn sẽ nhận được thêm rất nhiều ưu đãi. Ví dụ như là ưu đãi thanh toán đối tác giảm đến tới 1,5 triệu đồng hay là trợ giá thu cũ lên đời đến 4 triệu đồng. Và bạn nào quan tâm thì mình sẽ để được link phía bên dưới cho các bạn nhé.